Bảo Châu Alex sẽ giới thiệu tới quý vị bạn top 2 bộ dàn karaoke gia đình với mức giá dưới 20 triệu đồng để quý vị bạn có thể đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ngày hôm nay. Và nếu như quý vị bạn đang còn lăn tăn suy nghĩ rằng với mức giá 20 triệu đồng chúng ta sẽ lựa chọn được những bộ dàn combo chính hãng như thế nào thì đừng bỏ qua video này quý vị nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có thể nhận thấy được với hai bộ combo ngày hôm nay của chúng ta đều đến từ các thương hiệu rất nổi tiếng, ví dụ như là JBL hay là BK, BK Sound, đúng không ạ? Và với những cặp loa, ví dụ như cặp loa của JBL hay là cặp loa BK ngày hôm nay, thì quý vị có thể nhận thấy được đây là những cái cặp loa rất phổ thông và đã được sử dụng trong hàng trăm, hàng nghìn các cái công trình mà Bảo Châu Alex đã thi công cho quý vị. Quý vị có thể tham khảo ở trên màn hình quý vị nhé. Đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ đi tìm hiểu bộ dàn karaoke gia đình 43. Và đầu tiên thì linh hồn của bộ dàn karaoke ngày hôm nay JBL 43, chúng ta sẽ là một cặp loa JBL có mã là CV1852T quý vị nhé. Với cặp loa JBL ngày hôm nay chúng ta sẽ trang bị một củ bass là 20 kết hợp với lại hai củ chép là 7,6cm quý vị nhé. Và sẽ cho ra mức công suất RMS trung bình sẽ là 200 và mắc lên tới 400 quý vị nhé. Tiếp theo nữa thì với cặp loa ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể đáp ứng được giải tần số từ 75Hz cho đến 15kHz. Chính vì vậy nó sẽ giúp chúng ta có thể tái tạo được cái nguồn âm thanh ở các thể loại nhạc khác nhau, từ bolero, trữ tình hay là nhạc trẻ, rumba, acoustic, thì nó vẫn có thể giúp chúng ta tái hiện được mọi cái cung bậc cảm xúc một cách rõ ràng và chi tiết. Kế nữa thì với cái thiết kế của JBL thì nhìn trông rất là nhỏ gọn cũng như là kiểu cách hiện đại, đúng không ạ? Giúp chúng ta có thể vừa là để trang trí decor trong căn nhà này và vừa là chúng ta có thể hát trong dịp Tết Nguyên đán này một cách rất thoải mái và chất lượng âm thanh nó cực kỳ hay quý vị ạ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một chiếc âm ly của thương hiệu BK Sound có mã là DKA5500 quý vị nhé. Đây là chiếc âm ly với hai kênh hoạt động độc lập, mỗi kênh cho ra mức công suất là 250W và sử dụng mạch class AB cho cái khả năng xử lý tín hiệu cực kỳ tốt, hạn chế được méo tiếng này, rồi thì lọc âm cũng cực kỳ chuẩn quý vị nhé, giúp chúng ta hát nó sẽ được cho tín hiệu âm thanh nó sạch hơn. Kế đến thì chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối rất là thông minh, ví dụ như là cổng Bluetooth hay là cổng USB, đây là hai cổng mà đã cực kỳ quen thuộc với quý vị rồi. Ngoài ra thì nó cũng có thêm được những cái cổng kết nối nữa, ví dụ như là cổng optical, tức là cổng quang lấy từ TV xuống này, hoặc là cổng ARC hay là cổng HDMI. Đó, để làm gì? Để giúp chúng ta có thể tận dụng được mọi cái nguồn nhạc chúng ta có sẵn trong gia đình. Như vậy nó không hề kém thiết bị một tí nào. Tiếp theo nữa thì với cái chiếc âm ly DKA5500 này, chúng ta có thể lưu được rất nhiều cấu hình khác nhau. Ví dụ quý vị có thể lưu cấu hình 1 là hát nhạc vàng này, cấu hình 2 là hát nhạc trẻ, vân vân. Ví dụ như vậy thì khi mà chúng ta hát đến dòng nhạc nào, chúng ta chỉ cần gọi cấu hình đó ra là được. Chúng ta sẽ tránh cái trường hợp chúng ta phải mất công can thiệp, chỉnh sửa rất là lâu, đúng không ạ? Và đôi khi âm thanh nó cũng chưa chắc đã thực sự cho ra được cái tín hiệu nó hay như chúng ta mong muốn. Thì với chiếc âm ly như thế này, các kỹ thuật viên khi mà lắp đặt cho quý vị sẽ set up sẵn cho quý vị bạn những cấu hình mà quý vị mong muốn quý vị nhé. Đi kèm với đó là chính là hai chiếc micro không dây. Hai chiếc micro không dây với thiết kế rất là hiện đại cũng như là cầm khả năng cầm nắm rất là đầm chắc. Và với một bộ dàn karaoke này cực kỳ nhỏ gọn, với cái đặc biệt là với cái cặp loa JBL, nó phù hợp với những không gian diện tích từ 10 đến 20m2. Nó rất phù hợp với những quý vị nếu như đang ở các khu vực chung cư này hay là trong các cái khu vực nhà ống, đúng không ạ? Nhà chúng ta mà theo dạng nhà ống nó không gian không quá lớn thì đây chính là một sự lựa chọn có thể nói là hoàn hảo cho quý vị để nó có thể lấp đầy được cái không gian giải trí của quý vị trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Đó. Và với bộ combo JBL 43 ngày hôm nay chúng ta sẽ có mức giá là 17.900.000 quý vị nhé. Cực kỳ hợp lý, đúng thưa quý vị, dưới 20 triệu mà chất lượng âm thanh thì có phải nói là cực kỳ hay. Lát nữa Nhật Trường sẽ cùng quý vị đi test tín hiệu âm thanh của nó như nào.
Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bộ dàn tiếp theo. Và kế tiếp theo đây chính là một bộ combo thứ hai mà Nhật Trường đang muốn giới thiệu tới quý vị. Bộ dàn combo ngày hôm nay chúng ta sẽ gần như đều đồng bộ của thương hiệu BK, trừ một chiếc vang số đến từ thương hiệu BK Sao thôi, đúng không thưa quý vị? Đầu tiên chúng ta vẫn thân thuộc đúng không ạ? Chúng ta vẫn đi tìm hiểu về cặp loa trước. Thì đây là cặp loa BK có mã là BGS668 quý vị nhé. Cặp loa này được trang bị củ loa bass là 25cm này, củ loa chép hai bên, mỗi củ loa chép là 7,7cm quý vị nhé. Cho ra mức công suất của chiếc loa này thì nó là 150W công suất trung bình, còn công suất max nó sẽ lên tới 450W quý vị ạ. Thì với cái công suất như thế này và cái trang bị củ loa bass, củ loa chép như vậy, nó sẽ không phù hợp với những không gian diện tích tầm 20-30m2. Nó cũng tương tự như cái cặp loa JBL bên cạnh thôi đúng không ạ? Nó cũng tương tự và na ná như nhau. Và đặc biệt cặp loa BK BGS668 ngày hôm nay chúng ta sử dụng ở trở kháng đó là 8 ohm. Chính vì vậy mà nó rất là dễ dàng để có thể phối ghép được với bất kỳ những cái thiết bị nào trong bộ dàn âm thanh của chúng ta. Kế đến nữa thì quý vị có thể nhận thấy được những cái linh kiện ở trong cái loa của chúng ta này, hay là trong các cái cục đẩy hoặc là micro. Lát nữa thì Nhật Trường sẽ giới thiệu tới hai thiết bị này. Thì quý vị có thể nhận thấy được toàn bộ các linh kiện của nó đều được sản xuất trên công nghệ cũng như là trên dây chuyền cực kỳ hiện đại, cũng như là cái quá trình để mà chúng ta sản xuất nó cực kỳ là nghiêm khắc, nghiêm ngặt đối với lại những cái sản phẩm đến từ thương hiệu BK. Bởi quý vị biết rồi, thương hiệu BK nó là thương hiệu của Nhật, hay là thương hiệu JBL nó là thương hiệu của Mỹ, thì đây là hai thị trường có thể nói là cực kỳ khó tính và nghiêm khắc, đúng không ạ? Tức là nghiêm ngặt đấy trong quá trình mà sản xuất các cái thiết bị đối với lại hai thị trường này. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại một chiếc cục đẩy của thương hiệu BK. Đây là cục đẩy hai kênh có mã là VM420A quý vị nhé. Mỗi kênh cho ra mức công suất là 400W. Bên trên chúng ta sẽ có một con vang số đến từ thương hiệu BK Sao có mã là X5 Plus. Con vang số này có một cái hay nữa, đó là chính là nó sử dụng công nghệ xử lý tín hiệu DSP, đúng không ạ? Rất thông minh, lõi kép với tốc độ cao 64 bit. Chính vì vậy cho ra cái tín hiệu âm thanh cực kỳ chuẩn. Nó sẽ có thể giúp chúng ta tái tạo và tái hiện được cái âm thanh chúng ta nó một cách rất là tròn trịa, đầy đặn và hay hơn. Ngoài ra thì nó cũng có tích hợp thêm cả các hiệu ứng echo reverb, giúp cho cái tín hiệu âm thanh đầu ra chúng ta nó sẽ mượt mà và nó hay hơn rất nhiều quý vị ạ. Bên trên chúng ta sẽ có một chiếc đầu thu kết hợp với mic, chúng ta gọi là bộ mic đúng không ạ, của thương hiệu BK có mã là BGU100. Thì có lẽ rằng với cái bộ BGU100 này cũng rất thông dụng với quý vị rồi. Nếu quý vị nào đã yêu thích đến thương hiệu BK, yêu thích đến hãng Nhật này, thì có lẽ rằng không còn xa lạ gì với lại một chiếc đầu thu đến từ thương hiệu BK của mã BGU100, đúng thưa quý vị. Và bộ dàn karaoke gia đình BK24 ngày hôm nay chúng ta sẽ có mức giá đó là 19.160.000 thưa quý vị. Vẫn đáp ứng tiêu chí đó là dưới 20 triệu đồng thưa quý vị. Và chúng ta sẽ có được những cái phần quà, ví dụ như là tặng 10 mét dây loa trị giá 250.000 này, tặng 2 dây Canon trị giá 200 này, và tặng 1 dây AV trị giá là 120.000 quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào test thử chất lượng âm thanh của hai bộ dàn karaoke ngày hôm nay quý vị nhé. Chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử. Xin mời quý vị. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rượt rối thơ thầm, nắng mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo hồ diệu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lập kỷ niệm nào còn đây. Đôi tay còn nắm chặt mà em quên hết rồi, người ơi sao nỡ cướp em tôi. Ngày xưa đi về chung đường, cầm tay anh khẽ nói anh muốn
và vừa rồi thì quý vị đã cùng Bảo Châu Alex đi trải nghiệm bộ dàn karaoke gia đình JBL 43 ngày hôm nay rồi. Quý vị có thể thấy được chất lượng âm thanh nó rồi đúng không ạ? Với một cái bộ dàn tương đối là nhỏ gọn, chỉ với hai thiết bị, một cặp loa và một chiếc âm ly tích hợp 3 trong 1 là chúng ta đã có thể hát thoải mái trong dịp Tết này rồi. Và đặc biệt quý vị lưu ý rằng cái căn phòng studio mà Nhật Trường đang test nhạc ngày hôm nay có diện tích lên tới khoảng hơn 50m2, nhưng với một cái cặp loa JBL Bass 20 mà nó vẫn có thể cho ra được cái chất lượng âm thanh nó tương đối là đầy đặn trong một căn phòng tương đối lớn như vậy. Và cái công suất của nó thì từ 200 đến 400, chính vì vậy nó quá là phù hợp và dư giả để cho chúng ta có thể sử dụng trong những dịp Tết Nguyên đán sắp tới này rồi, đúng không thưa quý vị? Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại bộ dàn karaoke tiếp theo quý vị nhé. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rơi thơ cầu, nắng mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng vắng đủ diều màu. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lập rồi. Thì quý vị đã cùng bà Châu Alex đi trải nghiệm chất lượng âm thanh của bộ dàn karaoke gia đình BK24 rồi đúng không ạ? Và quý vị đã nhận thấy được cái chất lượng âm thanh nó tái tạo được mang lại, nó thiên hướng rất là nhiều về âm bass. Khi mà chúng ta nghe nó có cảm giác nó đầm chắc, nó dày âm đúng không ạ? Rồi thì với một bộ dàn karaoke bass 25 như thế này, nó sẽ rất phù hợp với những không gian 20 đến 30m2 như Nhật Trường đã nói từ đầu video rồi. Chính vì vậy nếu như quý vị bạn muốn những bộ dàn karaoke nó có thể tinh chỉnh được nhiều hơn, can thiệp sâu hơn và khai thác hiệu quả được chất lượng âm thanh của cặp loa chúng ta hơn, thì quý vị có thể sử dụng những dòng combo với đầy đủ cục đẩy, vang số micro và cặp loa quý vị nhé. Và vừa rồi thì quý vị đã cùng Nhật Trường đi test thử chất lượng âm thanh của hai bộ dàn karaoke ngày hôm nay rồi, đúng không quý vị? Với mức giá dành cho hai bộ dàn karaoke ngày hôm nay, chúng ta bên này JBL 43 có mức giá là 17.900.000 này, và bên này là BIK 24 chúng ta có mức giá là 19.160.000. Có thể nói như là người tám nạng kẻ nửa cân đúng không ạ? Chính vì vậy là cái âm thanh mà chúng ta tái tạo được ở trên hai bộ dàn karaoke ngày hôm nay chúng ta thì gần như có thể nói là 19-10, cũng không có sự chênh lệch quá nhiều. Một đằng thì tiện gọn, nhỏ gọn này, một đằng thì nó có sự đầy đủ, có thể can thiệp một cách chuyên sâu, nhìn chuyên nghiệp hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và nếu như quý vị bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn cũng như là muốn đặt mua bộ dàn karaoke ngày hôm nay chúng ta BK24
hoặc là JBL 43 thì hoàn toàn có thể liên hệ với Bảo Châu Elec qua 3 cách thông dụng rồi đúng không ạ? Cách thứ nhất, quý vị gọi điện qua số hotline đó là 19000255 quý vị nhé. Cách thứ hai, quý vị và bạn truy cập được vào đường link trang web là bảochouelec.com và search mã của sản phẩm. Như vậy quý vị có thể đặt hàng online được rồi. Cách thứ ba, quý vị cứ đến trực tiếp tại hệ thống 13 showroom trên toàn quốc của Bảo Châu Elec để chúng ta tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Và quý vị ơi, bây giờ đã là thời điểm giáp Tết rồi, không khí mua hàng tại Bảo Châu Elec đang rất là đông. Chính vì vậy là quý vị chúng ta hãy nhanh chân tranh thủ đến cái thời gian này để chúng ta nhận được nhiều những cái ưu đãi nhất trong cái dịp cuối năm này quý vị nhá. Còn bây giờ có lẽ thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong các số tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào một mùa xuân mới, xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy.